Chào bạn, hôm nay tiện có một khách hàng hỏi mình về kêu mình xem qua cái tài khoản cho họ. Thì mình tiện đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một chiến dịch quảng cáo mới luôn, để các bạn tránh các lỗi sai rất là cơ bản khi các bạn tạo một chiến dịch. Thì phần lớn các bạn mà tạo chiến dịch theo kiểu như là setup phần mềm cứ nét 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 là sẽ xong ấy, thì thường là cái chiến dịch đấy sẽ không chạy được. Các bạn muốn setup chiến dịch thì các bạn cần xem video quảng cáo, cần xem video hướng dẫn trên YouTube, bây giờ có rất là nhiều. Thì chỉ cần lên đây gõ hướng dẫn setup quảng cáo ad là ra rất là nhiều. Các bạn nào mà làm sai ấy, thường là các bạn không chịu xem những cái video đấy thôi. Rồi quay lại với cái vấn đề của khách của mình, đó là bạn ấy bảo là 3 ngày rồi thì quảng cáo không có cắn tiền. Từ lúc set up quảng cáo tới giờ nó không có cắn tiền. Thì cái vấn đề mình nói qua cái vấn đề của bạn này, đó là hiện tại bạn này đang set up quảng cáo search là đã đúng, nhưng mà các bạn bạn ấy cài đặt ở đây, đó là cái phân bổ ngân sách của bạn ấy, đó là CPA mục tiêu, và bạn này không có đặt lệnh chuyển đổi mà để chạy CPA. Thì các bạn cần có chuyển đổi ít nhất là 30 ngày thì các bạn mới có thể chạy được cái CPA này. Thì mình có một cái video đã nói về cái việc chạy theo chuyển đổi này rồi. Thì ở đây các bạn có thể thấy cái này hoàn toàn là mấy cái chuyển đổi tự động, không phải là do cài đặt. Vì thế nếu mà các bạn chạy CPA mà không có chuyển đổi nào được ghi nhận thì cái quảng cáo đấy chắc chắn là sẽ không có cắn tiền như cái quảng cáo này. Tại vì Google không biết đường đâu mà lần để mà chạy cho các bạn cả. Rồi thì mình sẽ quay lại trang tổng quan các bạn. Khi các bạn vào tài khoản Google Ads thì cái trang tổng quan nó sẽ như thế này. Có một số bạn khi mà tạo tài khoản Google Ads ấy, thì thay vì tạo tài khoản Google Ads bình thường thì các bạn tạo khoản Google Ads Express là tài khoản thông minh. Thì cái tài khoản thông minh là cái tài khoản tự cho Google chạy, và các bạn có rất là ít tùy chỉnh để tối ưu cái chiến dịch đó, vì tối ưu cái tài khoản đó. Thế nó không có gì cho các bạn tối ưu cả, toàn bộ gần như là để Google tự chạy, và để tự động nhiều quá thì chiến dịch đấy sẽ rất là khó để hiệu quả. Một người chạy cuộc là một người chạy cái tài khoản như vậy, đó là tài khoản bình thường. Thì nếu các bạn nào mà lỡ mà tạo cái tài khoản Google Express ấy, thì có thể lên Google search cái cách để chuyển từ tài khoản Express thành tài khoản thường. Thì đây là cái tài khoản bình thường, thì các bạn vào thì nó sẽ thường là nó sẽ như vậy. Các bạn vào phần chiến dịch, ở đây có rất là nhiều chiến dịch mà bạn này đã set up và tắt đi. Mấy cái chiến dịch như vậy thường là sai. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo một chiến dịch mới. Ở đây có khá là nhiều lựa chọn này, khiến cho các bạn rất là nhiều người chọn sai. Tại vì các bạn không biết cái này là cái gì cả. Nhưng mà thường nếu mà để chạy đúng thì các bạn chọn cái cuối cùng là không cần mục tiêu gì cả. Và sau khi chọn thì nó cũng ra một đống cái, và khá là nhiều người lại chọn cái smart này. Và như mình nói thì nó sẽ để cho Google chạy và bạn sẽ không tối ưu được, và rất là dễ là target. Thì mình sẽ chọn đây là tìm kiếm. Mình sẽ gõ cái tên trong web của mình muốn chạy quảng cáo vào. Mình tiếp tục. Rồi, tại bảng làm việc này thì các bạn điền tên chiến dịch của các bạn. Mình thì điền gì cũng được, nó không quan trọng, chủ yếu là cho các bạn dễ nhớ thôi.
mình sẽ đặt quảng cáo cho khách hàng thì mình sẽ điền tên nhân web của mình. Phần mạng ở đây thì các bạn bỏ chọn hai cái này đi. Mình nói sơ qua mạng hiển thị thì thường là nó sẽ chạy quảng cáo của bạn trên app. Nên mà cái ứng dụng mà các bạn chơi game hay là làm gì đó thì nó có quảng cáo thì nó không đúng target của các bạn đâu. Và các đối tác tìm kiếm thì các bạn cũng nên chọn ví dụ các diễn đàn có thanh tìm kiếm của Google, các bạn đặt ở đấy thì đôi khi người chủ diễn đàn đấy, tức là những người chủ của diễn đàn, họ sẽ click quảng cáo của bạn để họ được hoa hồng từ Google. Vì thế nên cũng không cần phải chọn cái này, các bạn bỏ tất cả cái này đi. Thì các bạn có thể mở cái này ra. Cái này là chọn ngày, chọn URL, còn cái từng đúng động, cái từng đúng động này thì nó khá là hay. Vì thế nên mình cứ nhập vào đây, rồi hôm nào mình tiện thì mình sẽ nói về cái này tiếp. Lịch quảng cáo thì các bạn có thể cài đặt ở đây. Nhưng mà mình khuyên các bạn nào mới chạy AdWords thì không nên cài đặt cái này. Các bạn thường là các bạn nghĩ là các bạn hiểu khách hàng nhưng mà không, cái phần này khá là khó để cài nên đừng cài này. Ở đây mục tiêu và đối tượng thì các bạn gõ nơi vị trí. Thì cái này là mình sẽ chọn là nhập một vị trí khác, cái này chạy ở Tiền Giang, mình sẽ chọn Tiền Giang. Bạn ấy muốn chạy thêm Bến Tre. Sẽ thêm phần tùy chọn vị trí này, các bạn nhớ nhớ click vào những người cái này. Nếu bạn chọn cái đầu tiên thì những người tìm kiếm sản phẩm của các bạn ở tỉnh khác nhưng mà có cái chế thức hóa của các bạn đấy ha, thì nó sẽ vẫn hiển thị quảng cáo của các bạn. Ví dụ một người muốn mua CRV ở họ ở Sài Gòn nhưng mà họ đánh CRV Tiền Giang thì quảng cáo của họ vẫn xuất hiện. Thì các bạn nên chọn cái thứ hai này thì chỉ những người ở Tiền Giang mới có thể gõ tìm kiếm cái đó. Mình ngôn ngữ ở đây thì như các bạn có thể thấy thì trình duyệt của mình chỉ ngôn ngữ tiếng Anh nên nó giống như thói quen rồi, vì thế nên những người Việt vẫn có thể sử dụng trình duyệt tiếng Anh. Các bạn cứ chọn ngôn ngữ tiếng Anh vào. Đối tượng này thì nó nâng cao mình sẽ bỏ qua. Ngân sách ở đây mình sẽ để là 90. Để 90 thì Google thường sẽ chạy cho các bạn khoảng 100.000. Và phần đặt giá thầu này rất là quan trọng này, các bạn rất là hay làm sai ở đây. Một người mới chạy quảng cáo thì nên làm CPC. CPC tức là lượt lượt nhấp. CPC.com tức là các bạn đặt giá thầu, tự đặt giá trên mỗi lần mà khách hàng click vào quảng cáo của các bạn. Ở đây thì cứ dùng CPC nâng cao cũng được, nhưng mà nên để chạy CPC nâng cao tốt thì nên có cài đặt chuyển đổi. Thì mình có làm cái video nói về việc chạy chuyển đổi trên Google Ads rồi, các bạn có thể xem vào kênh của mình để xem cho dễ. Nó là nâng cao. Các bạn video này đang nói về người cho người mới nên mình cũng không khuyến khích nên làm ở đây. Rồi phần mở rộng quảng cáo ở đây thì sẽ có tiện ích liên kết. Bạn này có tặng số lượng ích nhưng mà mình làm thì mình sẽ thủ tục trả góp này. Vấn đề này đáng quan tâm hơn. Cái máy này nó kêu dữ quá. Rồi, bạn tính trả góp. Tính phí đánh bắn.
Rồi, mình chỉ cần làm ba cái thôi. Còn mở rộng chú thích ở đây thì các bạn bạn ấy đã làm sẵn rồi nên mình không cần tạo mới nữa. Phần viết tiêu đề, mấy cái tiêu đề này thì có một tip và một chú ý các bạn nhé. Các bạn hãy viết hoa chữ cái đầu tiên, đừng bao giờ viết hoa toàn phần, viết hai chữ cái đầu tiên thôi, nó sẽ nổi bật hơn nhưng vẫn dễ đọc. Bạn viết hoa toàn phần thì Google sẽ cấm bạn. Để mở lại cuộc gọi thì thêm số điện thoại đúng số rồi. Mở lại quảng cáo thì các bạn có thể thêm cấu trúc và địa điểm. Nếu các bạn nào tại Google Maps thì mình sẽ thêm cái cấu trúc ở đây. Mình sẽ thêm mới mưa, thường mình sẽ chọn loại. Ở đây mình tạo một cái cho góp với Honda Auto. Mình sẽ làm một cái vài cái Honda. Rồi. Rồi, xong phần tiễn mở rộng. Các bạn chỉ gõ tên mình thôi. Rồi. Quảng cáo ở đây thì chọn là quảng cáo chuẩn. Tên nhóm quảng cáo mình sẽ thiết lập quảng cáo cho sản phẩm CRV nên mình sẽ là CRV ở đây. Giá thầu mình sẽ đặt là Tiền Giang, sẽ đặt vào khoảng 3 ngàn. Bạn này muốn chạy tới 1 triệu trong vòng 3 ngày khá là cao nhưng mà mình khuyên là không nên chạy như vậy. Từ khóa thì cái này có thể bỏ qua hết, xóa hết những cái này thôi. Từ khóa nó dựa theo cái tên miền của bạn, thế nên mình chỉ cần chạy CRV thôi. Mình sẽ tạo một số từ khóa CRV ở đây. Cái này mình có làm nhiều website Honda nên mình khá hiểu sản phẩm này. Thế nên mình có thể tạo từ khóa cho sản phẩm này nhanh. Còn nếu các bạn là kinh doanh, các bạn bán hàng thì các bạn cũng có thể làm cái này nhanh. Nhưng chú ý là không nên làm rộng quá. Ví dụ như giá xe Honda hoặc là xe Honda nó quá rộng thì khách hàng của các bạn càng rộng thì cái ngân sách các bạn phân bổ càng nhiều. Nhưng mà những khách hàng mà cần chạy thì có khả năng là họ sẽ không xem vào, sẽ tốn cho những người mà tỷ lệ chuyển đổi thấp. Thế nên để mới chạy các bạn nên target càng sát càng tốt. Honda nó có cái gì đó CRV xinh xinh khá là nhiều người search nhưng mà mình chỉ tạo một số thứ quái này thôi. Sau các bạn chạy một thời gian ấy, thì mình có cái video dẫn để đọc cụm từ tìm kiếm, các bạn có thể thêm được khóa là sau. Rồi, tới phần viết một quảng cáo, bạn ấy cần chạy CRV nên mình sẽ dán URL của CRV ở đây. Trời sắp mưa rồi, sẽ ồn một tí. Rồi, mình sẽ viết tiêu đề. Khá là nhiều bạn điền cái tiêu đề này ngắn. Mình tí nữa mình sẽ quay lại cái quảng cáo cho mình xem.
Ví dụ như Honda CR-V 2020 mới ở đây thì hiện chạy những quảng cáo mà khu vực như thế này, ví dụ đây là Tiền Giang, thì các bạn nên chèn cái tên tỉnh vào, dù biết là khách hàng chỉ search ở trong tỉnh thôi, nhưng mà nếu khách hàng nào search ví dụ như là Honda Tiền Giang, Honda CR-V Tiền Giang, thì cái quảng cáo của bạn sẽ liên quan đến từ khóa của khách hàng tìm kiếm hơn, từ đó định chất lượng cho cái quảng cáo của bạn tốt hơn. Sẽ ưu tiên quảng cáo các bạn hiển thị. Mình tiếp tục tiếp quảng cáo. Tiếp đây ở đây mình sẽ làm như mấy quảng cáo mình hay xếp. Thì mình sẽ là tặng tiền mặt. Cộng kiện địa chỉ mình đưa được ra các bạn, nếu mà các bạn nào hiểu sản phẩm tự chạy, biết chương trình khuyến mãi thì các bạn chèn số vào đây thì nó sẽ rất là thu hút khách hàng. Ví dụ như các bạn có thể chèn chỉ cần 300 triệu có thể mua Honda CR-V chẳng hạn như vậy, thì cái số ở đây là số 300 triệu, là một con số cụ thể, thì nó sẽ thuyết phục hơn là những cái từ ngữ mà mình viết ở đây như thế này. Dù mình đã là người có kinh nghiệm viết mấy cái này rất là nhiều rồi, nhưng mà khi các bạn chèn con số vào cái tiêu đề thì nó sẽ còn mang tính thuyết phục hơn nữa. Không được nữa. Thì các bạn nên ở đây nó cho giới hạn tối đa là 30 ký tự. Các bạn nên viết nhiều nhất có thể, đừng viết quá ngắn. Tên hiển thị đường dẫn ở đây thì các bạn tìm cái gì cũng được, nhưng mà nên điền tên dòng xe. Rồi, thì các bạn có thể thấy ba cái tiêu đề ở đây thì mình, cái cách mình ghi đó là viết hoa chữ cái đầu tiên của từ thì nó sẽ nổi bật hơn, nhưng mà nó vẫn dễ đọc, nó không gây khó chịu cho mắt người dùng. Ví dụ như khi như các bạn viết hoa toàn phần, nội dung mô tả ở đây thì mình sẽ kiếm cái quảng cáo của mình để mình copy dán vào. Mấy cái nội dung này thì các bạn, nếu các bạn mà bị ý tưởng, các bạn có thể thêm lên Google search sản phẩm đó thì sẽ có rất là nhiều các bạn chạy, các bạn khác chạy quảng cáo. Thì cảm giác câu nào, từ nào hay cứ copy dán vào quảng cáo của mình, không ảnh hưởng gì đến quảng cáo hay là chất lượng quảng cáo của bạn gì cả. Rồi, mình sẽ xong ở đây để mình ấn lưu và tiếp tục. Đó. Thì như vậy là đã xong một setup, xong một chiến dịch khá là an toàn. Thì ở đây mình sẽ thêm cái từ khóa phủ định như là mình có hướng dẫn. Đây mình có sẵn một đống từ khóa phủ định cho dòng xe, quảng cáo, xe. Này mình lược từ những cái kinh nghiệm trước giờ của mình. Thì bạn nào có, bạn nào muốn mình có thể nhắn tin qua Zalo cho mình có thể gửi cái này qua cho các bạn cũng được. Rồi. À, sau khi các bạn quay lại, các bạn có thể quay lại đây chỉnh lại cái giá thầu. Ví dụ như cái CR-V này là từ khóa khá rộng, mình sẽ để cho nó chạy khoảng 2.000 thôi. Từ giá xe Honda CR-V này mình muốn nó chạy lên tới 5.000, tại vì mình nghĩ cái từ này có khả năng chuyển đổi cao hơn.
Đó thì các bạn có thể chỉnh lại cái từ khóa khác. Rồi, một nhóm quảng cáo, tức là mình vừa tạo một nhóm quảng cáo cho chạy CTV, thì Google khuyến khích các bạn nên tạo khoảng 3 mẫu quảng cáo ở đây. Mẫu quảng cáo là cái thứ mà mình điền, mình gõ giá xe tại thời gian tặng viện thì mình giá trị như thế này. Đây là mẫu quảng cáo, thì các bạn nên tạo ít nhất là 3 mẫu, 2 mẫu thì cũng được, và phải có một cái quảng cáo thì mới thích ứng. Mình sẽ nói cái này về sau, nhưng mà các bạn được thì các bạn cứ tạo thêm mẫu quảng cáo đi, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng quảng cáo, nó chỉ làm tăng chất lượng quảng cáo thôi, nó khá là tốt. Rồi nghỉ video mình làm như vậy thôi. Các bạn nếu mà muốn thêm nhóm quảng cáo mới thì trên kênh mình có hướng dẫn rồi, thì các bạn có thể vào để xem để thêm các quảng cáo mới cho chiến dịch của các bạn. Rồi, bây giờ mình tới đây là hết. Các bạn.